Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thế Bình. Làm thế nào để các bạn tự mình sửa chữa một chiếc TV xanh màn hình, một chiếc TV mà nét mờ tịt như thế này? Thì video ngày hôm nay thì mình cùng quý vị và các bạn đi sửa chữa một chiếc TV bị xanh màn hình. Vâng, một chiếc TV LG màn hình rất là xanh. Và cái hiện tượng này có phải là hỏng màn hình không? Không phải hỏng màn hình các bạn nhá, mà nó hỏng những bộ nét ở bên trong màn hình. Những con nét này thì bên mình phân phối rất là nhiều, chính là vậy mà thay thế sửa chữa đó thì cũng tương đối là rẻ. Và mọi người xem video của mình, các bạn cảm thấy đúng hay tiện ích thì các bạn hãy đặt những bộ nét này mua về để tự mình thay. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn xem những video này của mình thì các bạn sẽ tự thay được. Mình thấy rằng rất là dễ các bạn nha. Ok, bây giờ thì tôi sẽ mở chiếc TV này ra và cùng mọi người đi thay những bộ nét cho TV. Vâng, và mọi người xem, sau khi mà mình mở những bóng nét của trong TV ra thì những bóng nét này nó sẽ chuyển sang màu xanh. Và màn hình rất là xanh đúng không ạ? Màn hình xanh rất nhiều. Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ phải thay thế những cái bộ nét ở bên trong TV này để cho chiếc TV hoạt động trở lại bình thường. Ok. Em trở về đi chậm thôi nhá. Vâng. Hôm nay đi tiếp. Hôm nay rơi con khác, không phải rơi con mình dính đâu. Trước giờ chưa em đã. Và đây là một bộ nét mới của TV. Bây giờ thì tôi sẽ thay thế bộ nét mới này để cho chiếc TV của khách hàng hoạt động trở lại bình thường nhé. Vâng, và mọi người xem, sau khi mà tôi đã thay bộ nét mới thì chiếc TV đã trắng, sáng trắng trở lại bình thường và không còn bị xanh màn hình nữa. Đây là mình quay gần những bóng nét mà mình đã thay, rất là sáng đúng không ạ? Nhiệm vụ còn lại bây giờ thì các bạn mở ra như thế nào thì các bạn đóng nắp vào như vậy. Thay thế một bộ nét tương đối là đơn giản đúng không ạ? Các bạn chỉ cần mất một khoảng thời gian rất là ngắn, các bạn đã sửa chữa xong một chiếc TV.
Vâng, và trong khoảng thời gian rất ngắn thì mình đã sửa xong, thay những bộ nét mới cho TV. Và đây là những bộ nét hỏng mà mình đã bỏ ra ngoài và mình thay những bộ nét mới. Ok chưa ạ? Màn hình của TV không còn là màu xanh nữa. Bây giờ tôi thử bấm OK thì các bạn xem ạ. Màu nó đã về những cái vị trí rất là OK. Thì bây giờ tôi sẽ vào cài đặt cho TV. Wow, đúng ạ, Việt Nam. Và các bạn xem ạ, tất cả những hiển thị trên màn hình đều rất là tuyệt vời. Các bạn xem video của mình, các bạn thấy hay, tiện ích thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất các bạn nhé. Còn bây giờ thì tôi sẽ cài mạng cho TV. Đúng ạ, cài mạng. Và mình sẽ đăng nhập để chiếc TV này nó hoạt động trở lại bình thường. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.